xin chào tất cả các bác. Hiện tại chúng tôi đang ở cái góc Nguyễn Văn Linh với đường Nguyễn Đức Cảnh. Thì phía đường bên kia là đường Bùi Bằng Đoàn nha các bác. Đấy, cái hướng này là đi về khu Nhà Bè này, đi về đường Nguyễn Hữu Thọ này. Thì đây là chính là cái Lotteria này. Thì hôm nay chúng ta khám phá cái khu căn hộ Mỹ Khánh này nhá. Nằm ở ngay góc này luôn. Và căn hộ cực kỳ đẹp luôn. Cùng nhau đi khám phá nha các bác. Đấy là phía bên dưới sảnh nhá, kiểm soát an ninh ở đây nha các bác. Đấy. Bác đang nhìn thấy cái gì đâu? Đây chính là cái hộp thư của gia đình chúng ta này. Đó. Khu thang máy này. Chúng ta đi ra đây là khu bỏ ô tô nhá. Thì giá bỏ ô tô đấy khoảng triệu mấy thôi, cũng khá là rẻ. Đấy. Nói chung là khu này thì cư dân nó cũng ít các bác ạ, chứ không nhiều như mấy cái chung cư khác, cho nên ở nó cũng yên tĩnh. Nhưng chỉ có cái là đặt hơi cũ so với ấy thôi, vì khá là lâu đời rồi mà. Hello, xin chào tất cả các bác. Hiện tại tôi đang ở bên trong khu căn hộ Mỹ Khánh, nằm giao với đường Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Đức Cảnh, ngay ngã tư đấy luôn, thì một trong những ngã tư nổi tiếng nhất tại khu Mỹ Hưng. Thì các khu căn hộ này là có hai thang máy này các bác, thì một tầng như thế này là chỉ có 4 căn thôi nhé. Đấy, thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bác xem. Đây là lối thoát hiểm này các bác, và cũng căn hộ của chúng ta đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào một căn trong số này nhá, rộng 118m² và có 3 phòng ngủ. Đấy, khu căn hộ này là thì là khá là lâu rồi, và một trong những khu căn hộ lâu đời tại Phú Mỹ Hưng các bác nhé. Rồi, hôm nay thì có chị Thư sẽ hướng dẫn chúng ta, nhưng mà bây giờ chúng ta đi xem tham quan trước một tí. Rồi, đây chính là cái mà chúng ta đi vào, gọi là phòng đầu tiên chúng ta đi vào luôn, thì sẽ là như thế này. Thì thường thì chúng ta sẽ bỏ đồ đạc ở đây, nhưng mà khu này người ta làm rộng như thế này thì tôi thấy cũng hơi thắc mắc một tí. Nhưng mà đây các bạn, đây là cái bốt biển nha của chúng ta. Rồi đi vào có một cái cửa nhà như thế này nữa. Thì căn này là 118m² và có 3 phòng ngủ. Ok, đây chị Thư hướng dẫn cho chúng ta đi nha. Phòng bán ăn. Đây chính là cái khu bán ăn của chúng ta. Thì cái căn này là chủ nhà đang muốn bán hay là cho thuê ấy? Căn này thì chủ nhà đang cho muốn cho thuê là 800 đô. Cái khánh này thì sẽ dao động từ 800 đô đến 1.000 đô. À dạ. Và bán thì từ khoảng từ 3.5 đến 4 tỷ. À dạ. Và diện tích thì là 42 diện tích trồng trong thì 2m² 118m². Dạ, đưa 3 phòng ngủ hết hả chị? Đây là cái phòng của khách của chúng ta này. Đây chỗ cái bàn tiếp khách của chúng ta này. Thì cái căn này ấy là nội thất cơ bản thôi, chứ không phải là nội thất đẹp các bác nhá. Đấy, và giá cho thuê 800 đô ạ. Đây có một cái phòng này, chỗ này để chúng ta ngồi uống cà phê ở đây. Rồi, các bác nhìn phía bên kia không ạ? Đó chính là cái khu căn hộ Sky Garden rất là nổi tiếng ở Phú Mỹ Hưng luôn. Khu ở bên đó ở thích lắm. Còn đây là chính là đường Nguyễn Văn Linh luôn các bác này. Đó, nó view ra hướng Nguyễn Văn Linh luôn á. Đấy, rồi. Đây chính là cái đường Nguyễn Văn Linh giao với đường Nguyễn Đức Cảnh. Phía bên kia là khu Bùi Bằng Đoàn và khu Hưng Phước nhá, khu nhà phố bên kia. Kinh doanh thì tuyệt vời luôn á. Và mọi tiện ích là bên kia đấy bác, muốn mua gì, dịch vụ gì là bên đấy là có đầy đủ hết tất cả mọi thứ luôn. Rồi, căn hộ chúng ta có một cái ban công ở phía bên ngoài đấy nữa, khoảng tầm 1m². Đó, đây là khu Happy Valley này, và phía bên này là khu Crescent Mall. Và công viên cầu ánh sao là phía bên này, và nếu đi thẳng ấy là chúng ta đi lên thành phố á, đi lên quận hướng của đế hướng quận 2 nhá. Rồi, và đi qua cầu Phú Mỹ. Rồi chúng ta đi vào tham quan phía bên trong này một tí nữa nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào bếp. Thì cái nhà này ấy thì là khá là lâu rồi, nhưng mà có hai vợ chồng người Hàn Quốc người ta vừa mới thuê ở đây các bác ạ. Và giờ người ta chuyển đi rồi. Giờ chủ cho thuê lại là 800 đô. 800 đô thì khoảng cho khoảng tầm 18 triệu đi. Đấy, 18 triệu một cái căn ngay cái vị trí góc này thì quá tuyệt. Vì Crescent Mall siêu thị rồi là ngay một bên luôn nha các bác. Ở Phú Mỹ Hưng thì chắc là nói tiện ích là chắc là dư thừa, vì tiện ích ở Phú Mỹ Hưng thì gần như là hoàn hảo luôn, đầy đủ luôn. Cho nên là các bác thì ở đây thì quá tuyệt rồi. Nói chung đi lên quận 1 đi đâu cũng gần cả. Và trường học, bệnh viện, mọi thứ ở đây thì đầy đủ rồi. Đấy, chỉ là cái căn này thì hiện tại là nhìn bề ngoài thì nó hơi cũ thôi, nhưng mà nếu mà về chúng ta thiết kế lại thì sẽ rất là tuyệt. Đây là cái khu bán ăn là chị. Đây là
À, nó kéo cái bàn ăn ra các bạn này. Nó kéo ra là có thể là đẩy vào luôn. Đẩy vào. À. Hay quá ha. Thành thế này còn ăn ở đây tiện nấu dùng như một hai người thì nấu. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Hai vợ chồng trẻ là thế này là được rồi đúng không? Thế là nhà nó cũng ấy hơn, còn nếu không thì bác ra ngoài bàn ngoài này nhá. Đấy thì chủ nhà có làm hết cho chúng ta mấy cái này rồi, cơ bản rồi. Bếp, kệ thì tôi quay cho các bác biết cái căn Mỹ Khánh là như thế. Vì nhiều bác cũng có nhiều hỏi tôi rằng là bao giờ quay mấy cái căn ở Phú Mỹ Hưng lên, hoặc là nhiều bác muốn mua nhưng không biết mấy cái căn này là như thế nào, rồi đi xem thì như thế nào. Thì khu này là như vậy á. À em hỏi tí là giá những cái căn này là như thế nào ta? Giá nếu mà giá bán ấy thì dao động từ 3 tỷ rưỡi cho đến từ 4 tỷ với diện tích là 112 và 118 mét vuông. Dạ. 3 tỷ rưỡi đến 4 tỷ thì đó là mức giá là cao cấp rồi. Thì đúng là ở Phú Mỹ Hưng thì căn nào mà không cao cấp đúng không các bác? Rồi, chủ nhà có làm cho chúng ta cái tủ lạnh ở đây. Khá là lớn. Rồi, đây chính là cái phòng giặt ủi. Đấy, phòng giặt ủi của chúng ta đấy. Máy giặt rồi, là máy nước nóng này nọ là bỏ đây này. Cái hướng view này các bác này. Cái hướng view này là đường Nguyễn Đức Cảnh nhá. Đi bên phải là về hướng Nhà Bè á. Đấy, ở đây thì nó cũng hơi ồn một tí. Chắc chắn rồi, cái khu này thì chúng ta không thể nào mà ấy được. Rồi thì mình đi vào khu bên này nhá. Nói chung là ở hướng đầu giáp với Nguyễn Văn Linh thì đường xe thì tất nhiên nó sẽ hơi ồn một tí, nhưng mà chúng ta đóng cửa lại thì nó vẫn khá là yên tĩnh. Đấy, thì mới có cái mức giá thuê như vậy nha các bác. Một căn 110, gần 120 mét vuông mà các bác thấy đấy. Giá rất là mềm. Đấy, đây phòng ngủ master này, phòng ngủ lớn nhất trong nhà của chúng ta dành cho chủ căn hộ. Nói chung là dành cho vợ chồng ở đây. Đấy, thì thiết kế là như thế này. Nói chung là hướng cửa, cái này mà buổi tối các bác nhìn ra nhé, các bác mở ra là cực kỳ đẹp luôn. Buổi tối mở cửa ra cực kỳ đẹp, cực kỳ thích này. Nếu mà nhiều bác nói rằng là ồn, nhưng mà thực chất là cái này view buổi tối cực kỳ đẹp. Đấy, nhìn ra cũng rất là thích. Rồi, đây là cái nhà vệ sinh của chúng ta này các bác. Đấy, có cái bồn tắm kiểu lạ đời không? Ha, đi ra. Đấy. Hơi cũ đấy, nhưng về chúng ta hơi thiết kế lại một tí, sơn sửa lại một tí thì chắc chắn mấy căn này cực kỳ đẹp rồi. Mấy căn này thì có tuổi đời lâu đời ở Phú Mỹ Hưng này, khoảng tầm hơn 10 năm rồi các bác ạ. Đây có cái tủ này các bác. Tủ này bỏ áo quần, nói chung cũng khá là rộng ở đây. Rồi, chúng ta đi qua thêm một phòng ngủ nữa nhé. Thì có một cái điều nói là cái phòng ngủ này thì gần như là cũng có nhà vệ sinh luôn. Đây tuy là nhà vệ sinh chung nhưng mà gần như là của cái phòng này rồi. Wow, đây, nhà vệ sinh chung. Nếu mà các bác đi các cái chung cư đời đầu ở Phú Mỹ Hưng thì gần như là đều như thế này cả. Chứ không còn mới, nhưng mà các cái căn mới hiện tại thì giá nó sẽ rất là cao. Thì các bác vui lòng là xem ở trong kênh ấy, thì chị Thư cũng dẫn cho chúng tôi đi rất là nhiều những cái căn mới luôn á. Và nó tất nhiên là nó đẹp hơn căn này rồi, nhưng mà giá thì chắc chắn nó thường là gấp đôi những cái căn này. Rồi, đây là phòng ngủ phụ của chúng ta. Thì đây cũng có một cái tủ nữa. Tuyệt vời. Đấy, thì tôi giới thiệu cho các bác là như thế nhá.